Mang bầu ngã cầu thang. Mẹ ơi nhanh lên, con sắp muộn học rồi. Ừ, ai để xe mà vô duyên thế này không biết, chèn ngang thế này. Đây là xe của chị à, lần sau để xe chú ý vào nhé. Ờ, vâng. Đi nào con. Con lên phòng trước nhé, mẹ qua cửa hàng tạp hóa mua mấy thứ. Vâng ạ. À, cháu có làm sao không? Cháu không. Ơ, cô có phải là cô lúc sáng ở dưới nhà xe không ạ? Cô cũng ở tầng này ạ? Ừ, cô mới chuyển tới đây. Thế có mình cháu về thôi hả? Vâng, mẹ cháu ra cửa hàng tạp hóa rồi ạ. Thế vào nhà cô ngồi tạm nhé. Vâng ạ. Cô ta cứ kỳ quái làm sao ấy. Thì thoảng tôi cứ nghe cô ta nói chuyện một mình. Chị có biết cái cô mới chuyển đến tầng 3 không? Lúc thì có cả tiếng ru con ngủ. Tôi cũng có nghe nói vậy. Chắc đầu óc cô ấy không bình thường. Có thang máy rồi, đi thôi. Cái con bé này lại đi đâu chơi rồi? Linh ơi, Linh. Dạ, con đây mẹ. Cô ơi, cháu về đây ạ. Hôm khác cháu sang chơi nhé. Ừ. Sao con lại vào nhà người lạ chơi thế? Cô ấy là người quen mẹ ạ. Sáng nay mình mới gặp dưới nhà xe ấy. Là cô ấy ư? Vâng. Con sang chơi với em Bin mẹ ạ. Cô ấy còn kể chuyện và hát ru cho con nghe nữa. Cô mới chuyển đến tầng 3 phải không? Cô ta cứ kỳ quái làm sao ấy. Thì thoảng tôi cứ nghe cô ta nói chuyện một mình. Lúc thì có cả tiếng ru con ngủ. Lần sau con không được lai vãng đến gần nhà cô ấy nữa nhé. Kể cả có gặp thì cũng coi như không quen biết. Tại sao ạ? Bây giờ bắt cóc trẻ con nhiều lắm. Mẹ thì sắp sinh rồi, nhỡ có chuyện gì thì sao? Nhưng... Không nhưng gì cả. Mẹ đã dặn thì phải nghe lời, biết chưa? Vâng, con biết rồi. Alo, Thu ơi, thằng Tí nhà tớ đột nhiên sốt cao, mà hôm nay có cuộc họp quan trọng, cậu đến sớm chuẩn bị tài liệu giúp tớ với nhé. Ừ, tớ biết rồi. Linh ơi, xuống ăn sáng đi con, mẹ đang vội. Mẹ ơi, lại phải đi học ạ, hôm nay con thấy hơi mệt, mẹ ở nhà chơi với con nhé. Con ngoan, đi học rồi tối về mẹ sẽ đưa con đi ăn kem, được không? Vâng, mẹ hứa nha. Ừ, đi thôi. Hôm nay mẹ có việc quan trọng, không thể đến trễ được. Đang vội thì chứ. Mẹ ơi, con với mẹ thi xem ai xuống đến nhà xe trước nhé. Mẹ chịu thôi. Đi bộ mẹ cảm thấy mệt rồi nữa là... À! Mẹ ơi, mẹ tỉnh lại đi. Mẹ ơi. Trời ơi, con tôi đâu? Bác sĩ, con tôi đâu rồi? Hãy trả con lại đi cho tôi. Chị còn yếu, hãy bình tĩnh. Cháu bé đang ở bên phòng hồi sức ạ. Phòng cấp cứu ư? Chứ không phải là... Vâng, chị vào đây trong tình trạng xuất huyết. Thai bị động nên chúng tôi buộc phải cho cháu chào đời sớm hơn dự định. Hiện tại sức khỏe của cháu tốt, không có dấu hiệu gì bất thường. Ôi, may quá. Cảm ơn cô. Mẹ ơi, con và cô vừa đi thăm em Min về đấy ạ. Chị thấy trong người sao rồi? Cô... Sao cô lại ở đây? Lúc nãy mẹ bị ngã, con sợ quá không biết làm sao. May mà có cô ấy, không thì... Vậy mà mẹ cứ nói cô ấy xấu. Chị... Cảm ơn chị. Nếu không, mẹ con tôi... Thật ra tôi cũng có một đứa con, nhưng duyên số mẹ con tôi quá ngắn ngủi. Những lúc ở một mình, tôi hay trò chuyện, hát ru cho đỡ buồn, đỡ nhớ thằng bé. Điều ấy không tránh được sự hiểu lầm của mọi người. Chuyện cũng qua rồi, chị đừng quá đau buồn.
chị không chê thì có thể là mẹ đỡ đầu của Min được không? Vâng, cảm ơn chị. Hơn cả đồng nghiệp. Tôi bạn thân, hôm nay các con ăn gì? Từ tháng sau Mai Phương được thăng chức, cái thúy tha hồ thơm lây. Ừ, thân thế cơ mà, kiểu gì chả ưu tiên bạn mình. Bạn tớ giỏi quá, mới vào làm 3 năm, đã được giữ chức quyền trưởng phòng. Hôm nay mình phải đi chúc mừng thật hoành tráng nhé. Ăn đi, tớ mới là quyền trưởng phòng thôi mà, làm không tốt là bị giáng chức như chơi. Cả phòng nộp kế hoạch quảng bá cho sản phẩm thẻ mới của ngân hàng nhé. Hạn chót là 5 giờ chiều nay. Đây là kế hoạch của tớ, cậu xem nhé. Trông cái Thúy tự tin chưa kìa. Kế hoạch lần này chị Thanh đã làm rất tốt, phòng mình sẽ triển khai theo ngay hôm nay. Phương sẽ chia mọi người thành hai nhóm, một nhóm sẽ phụ trách khối công thức, một nhóm phụ trách khối học sinh sinh viên. Thôi, đến giờ rồi. Ui, bọn chị ngồi cùng nhé. Hoa hồng tỉ muội, cậu vẫn thích này. Hết giờ đi ăn ốc nhé. Cả phòng mình chuẩn bị họp nhé. Để tiện cho việc triển khai kế hoạch, từ nay chị Thanh và bạn Hồng sẽ làm nhóm trưởng, chịu trách nhiệm, tổng hợp và báo cáo công việc nhóm mình cho Phương. Mong mọi người sẽ hợp tác tốt, để chiến dịch lần này thành công nhé. Nhất định rồi. Bạn có biết phòng marketing ở tầng mấy không? Ồ, bạn thực tập ở phòng marketing hả? Mình là Thúy, cũng thực tập ở phòng đó đấy. Chúng mình được vào chính thức rồi. Ốc thôi cậu ơi. Để hôm khác nhé, hôm nay chắc mình không đi được nữa. Thúy, cậu giận tớ hả? Cậu có gì mà phải giận chứ? Thúy, tớ thật sự đã rất công tâm. Người ta bảo chỉ có tình bạn khi còn ngồi trên ghế nhà trường mới là tình bạn chân thật, quả không sai. Cậu đã công tâm sao? Không phải cậu sợ mọi người nói mình thiên vị nên mới thẳng tay loại các kế hoạch của tớ. Chị Lam đã làm tốt hơn cậu. Lần đó, kế hoạch của cậu còn nhiều thiếu sót. Vậy còn vị trí nhóm trưởng thì sao? Cậu có công tâm không? Thúy à, cậu là một người rất sáng tạo. Nhưng mà chị Thanh và Hồng có nhiều kinh nghiệm. Điều này rất cần cho vị trí trưởng nhóm. Kinh nghiệm, phải rồi, tớ ít kinh nghiệm. Vậy mà tớ lại vào đây cùng đợt với trưởng phòng truyền thông cơ đấy. Thúy, tình bạn của tụi mình sẽ không thay đổi. Cậu làm ơn lý trí một chút. Hãy rạch ròi công việc và tình cảm được không? Được, vậy chúng mình đơn giản là đồng nghiệp, được chưa? Đi biển về rồi hả? Lặn sâu quá đấy. Mời mọi người ăn quà du lịch nhé. Đi rửa hoa quả để liên hoan nào. Cậu, sao cậu, cậu tính nghỉ việc hả? Ừ, công ty xa quá, ngày nào cũng đi đi về về, tớ thấy mệt rồi. Đấy không phải là nguyên nhân thực sự, suốt 3 năm qua, chưa bao giờ cậu than phiền về việc này cả. Tớ đã quyết định rồi, không thay đổi được nữa, tớ phải làm việc đây, còn nhiều thứ phải bàn giao lắm. Nếu là vì tớ, thì xin cậu đừng có làm vậy Phương. Mấy ngày rồi, tớ đã suy nghĩ về những điều cậu nói, tớ thật sự đã sai rồi, xin lỗi cậu. Thúy à, cảm ơn cậu đã hiểu cho. Tớ biết là người ta không thể đồng thời có nhiều thứ một lúc. Để có được vị trí cao trong công việc, đôi khi là áp lực và sự cô đơn. Nhưng tớ không muốn mất cậu, người bạn tốt của tớ. Không mà, lúc đấy tớ nóng lên nói vậy, tớ cũng không muốn mất cậu đâu. Mà cậu đừng có tự tin sớm quá như vậy. Cậu mới là quyền trưởng phòng thôi mà. Bây giờ tớ sẽ tập trung cao độ để làm việc. Cậu cẩn thận đó, không sẽ mất chức vào tay tớ đấy. Ừ, cùng cố gắng nhé. Thỏ con và những người bạn. Sáng nay cậu đi có ghé qua nhà Sắp Vàng không? Mẹ Sắp Vàng đã đỡ ốm chưa?
Tớ có, mẹ sắc vàng vẫn mệt lắm. Sắc vàng nói, sắc thuốc cho mẹ xong sẽ vào rừng kiếm củ quả với tụi mình. Nhà cậu ấy sắp hết lương thực rồi. Dạo này thời tiết khắc nghiệt quá, không kiếm được củ quả, thành ra chúng ta cũng không giúp được gì cho mẹ con sắc vàng. Ừ, tớ nhịn đói từ hôm qua rồi. Nếu hôm nay mà không kiếm được gì ăn, chắc tớ chết mất thôi. Cố lên sắc nâu, tớ sáng nay sờ vào túi còn sót một mẫu cà rốt, hôm trước tớ để dành, tớ ăn ngấu nghiến hết luôn, không thì bụng cũng xẹp lép như cậu ấy. Nhà bác gấu có nhiều lương thực dự trữ, nên giờ may mắn thật đấy. Hay là chúng mình vào xin bác ấy làm công việc, để bác ấy trả công cho mình ít thức ăn. Ừ, ý đó hay đấy, chúng mình thử vào hỏi nhé. Bác ơi, bác nhận chúng cháu vào làm thêm công việc gì đó ở tiệm của bác được không ạ? À? Nhà bác giờ không tuyển người làm đâu. Mấy đứa đi chỗ khác đi. Mà ba mẹ mấy đứa đâu? Để mấy đứa lang thang một mình trong rừng thế. Ba mẹ tụi cháu mất sớm. Từ bé, chúng cháu sống nương tựa vào nhau ạ. À. Bác thương chúng cháu. Bác nhận chúng cháu vào đây làm việc đi ạ. À. Bác đã bảo là đi đi mà. Đi đi, để bác còn đóng tiệm đi lấy đồ đây. Chứ các cháu ở đây mất đồ đạc gì thì thật phiền. Tớ đói quá, không đi nổi nữa rồi thỏ con ơi. Hay mình ngồi nghỉ một lát nhé. Ngồi nghỉ thì biết bao giờ mới tìm được gì ăn. Ừ nhỉ, cây cối tàn lụi hết rồi. Sao mùa đông năm nay khắc nghiệt thế? Mẫu cà rốt trong bụng tớ hết tiêu rồi. Cậu có đói lắm không Sóc Nâu? Thỏ con, Sóc Nâu ơi, đợi tớ cùng đi với. Mẹ cậu đỡ chưa Sóc Vàng? Mẹ tớ vẫn ốm lắm, từ sáng đến giờ. Hai cậu đã tìm được chút gì ăn chưa? Chán lắm Sóc Vàng ơi. Hôm nay hai đứa tớ đi từ sớm mà không ăn thua gì. Thế nhanh lên hai cậu, bọn mình phải đi vào đường sâu thì may ra. May quá bác ạ, chỉ có đôi ba hũ bị đổ ra thôi. Để chúng cháu giúp bác dựng xe hàng lên nha. Bác à, bác à, cảm ơn mấy đứa. Bác bị trượt chân ngã một cú đau điếng. Khổ thân bác quá, trời lạnh như thế này sẽ đau lắm. Ây da, cố lên nào. Các cháu thật tốt bụng. Vậy mà ban nãy ở tiệm ăn, bác... Dạ, có gì đâu bác. Ai trong số các cháu có thể giúp bác chuyển xe đồ này tới bìa rừng nào? Để cháu, bác để cháu làm. Biết tính sao đây nhỉ? Bây giờ trong ba cháu, ai cần thức ăn nhất thì hãy chuyển giúp bác nhé. Bác sẽ trả công bằng một bao ngũ cốc. Nhưng bác chỉ nhờ được một cháu thôi. Các cháu cũng biết đấy, thời tiết dạo này khắc nghiệt lắm. Lương thực dù nhiều, nhưng chả biết hết lúc nào. Thật à? Bác trả công hẳn một bao ngũ cốc? À đúng, bác sẽ trả một bao ngũ cốc đây. Đúng là cơ hội trời cho, Cậy Thỏ và Sóc Vàng. Mình không thể bỏ qua cơ hội này được. Thưa bác, từ qua đến nay, cháu đã nhịn đói ạ. À. Bác để cháu bê ạ. À. Nhà cháu hết thức ăn đã gần một tuần rồi. Mẹ cháu lại đang bị bệnh, nhà cháu đang rất cần lương thực. Xin bác, hãy để cháu giúp bác chuyển hàng đi ạ. À. Thưa bác, nếu cháu được bác nhờ và được trả công một bao ngũ cốc thì cháu sẽ chia cho hai bạn cháu mỗi người một nửa ạ. À. Thì cháu không cần thức ăn sao? Chẳng phải cháu cũng rất đói ư? Dạ có ạ, à. Nhưng bây giờ Sóc Vàng và Sóc Nâu là hai bạn của cháu, các bạn đều đã đói lả rồi. Còn cháu thì buổi sáng được ăn một mẫu cà rốt nên còn sức hơn các bạn. Bác hãy để cháu bê đi ạ. À. À, được rồi. Vậy cháu hãy giúp bác chuyển xe hàng sang nhà mẹ bác ở bìa rừng nhé. Cháu cừ lắm, hãy cầm lấy bao ngũ cốc. Không được, đó là của cậu mà, chúng tớ không nhận đâu. Thôi được, vậy Sóc Vàng, cậu cầm nửa bao này về cho mẹ dùng, còn chúng mình sẽ cùng chia nhau nhé. Cậu thật là một người bạn tốt. Cháu chào bác gấu ạ. Ờ khoan đã, thỏ con lại đây nào. Bác gọi cháu ạ. Cháu có muốn học làm bánh mật ở tiệm ăn nhà bác không? Các con của bác đang đi vắng, mình bác cũng khó xoay sở,
bác sẽ bao cháu bữa ăn hàng ngày. Nếu muốn, ngày mai cháu hãy đến luôn nhé. Tất nhiên là cháu rất muốn ạ. Bác tốt với cháu quá. Cháu cảm ơn bác nhiều lắm. Trong cảnh khôn đúng mà cháu vẫn chân thành giúp đỡ bạn bè. Chính điều đó đã mang lại cho cháu những cơ hội. Chứ không phải bác đâu thỏ con. Trong cuộc sống này, cho đi chính là nhận lại. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.